có phải Nguyễn Thanh Nghị mượn người nghèo để mưu cầu lợi ích? Vào ngày 1 tháng 11, tờ báo VTC News đăng bài giá thuê nhà xã hội Hà Nội gần bằng một tháng lương người nghèo choáng váng. Nếu người nghèo bỏ tiền ra thuê căn nhà, được nhà nước lấy danh nghĩa mình để mà xây, thì họ sẽ không còn tiền để chi tiêu cho những khoản chi căn bản khác. Đây chính là một trong những điều cho thấy, dù mang danh là nhà ở dành cho người nghèo, nhưng lại cách rất xa tầm với của người nghèo. Vào ngày 11 tháng 5, tờ báo Việt Nam Express cũng đăng bài đại diện công nhân Thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở xã hội chỉ thấy trên TV. Tức là trên thực tế người nghèo vẫn không thể mua được nhà ở xã hội. Rõ ràng dự án 1 triệu căn nhà ở xã hội của Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đang cho thấy sự bất cập của nó. Người nghèo mua nhà ở xã hội không được mà thuê cũng không xong. Vậy là người nghèo tiếp tục bị đẩy ra khỏi tầm với của dự án. Vậy đây là thành công hay thất bại của ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị? Nếu xét về khẩu hiệu thì rõ ràng đây là một dự án thất bại hoàn toàn. Khẩu hiệu được tung ra là nhà ở xã hội, nhà ở dành cho người thu nhập thấp. Nhưng những đối tượng trong khẩu hiệu ấy lại không được gì cả. Rõ ràng đấy chỉ là dự án thất bại. Tuy nhiên nếu nhìn nhận ở khía cạnh khác thì rất có thể đây là một dự án rất thành công cho quan chức và các doanh nghiệp được ưu đãi nhận dự án. Thực tế, việc xây dựng các khu nhà ở xã hội vẫn đang được triển khai. Một số công trình đã hình thành, chỉ có điều nó không được đưa đến tay đúng đối tượng mà nó phục vụ. Dự án dành cho người nghèo nhưng người nghèo lại không được hưởng. Thành phần được hưởng lợi toàn là người có quyền và có rất nhiều tiền. Kết quả, người nghèo vẫn phải ăn bánh vẽ, nhưng bánh thật cho quan chức và đại gia. Nhà ở dành cho người có thu nhập thấp không phải là vấn đề gì mới cả, mà là chính sách phổ biến ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, khi ông Nguyễn Thanh Nghị đề ra chính sách này, ông đã làm ngơ trước những khó khăn không thể khắc phục với người nghèo. Đó là giá bất động sản ở Việt Nam đã bị đẩy lên quá cao. Xa với tầm với của giới trung lưu, thì làm sao người nghèo có thể vươn tới cho được? Trong khi giá bất động sản bị đẩy lên quá cao, là do quản lý yếu kém của chính phủ trong suốt nhiều năm qua. Bất động sản là ngành mà các sân sau quan chức thi nhau đẩy giá để đầu cơ kiếm lời thật nhanh. Kẻ đầu cơ giàu lên nhanh chóng, trong khi người dân thì mất cơ hội an cư. Đồng bộ chính sách là cần thiết nếu muốn một chính sách khả thi. Ví dụ để chính sách xây 1 triệu căn nhà xã hội khả thi thì những chính sách liên quan đến đất đai phải tính đến khả năng người trung lưu dễ dàng mua được nhà. Tuy nhiên, rất nhiều năm qua, vấn đề này đã bị thả nổi, nên chính sách 1 triệu căn nhà xã hội có nghị trở nên bất khả thi. Cũng có những ý kiến cho rằng ông Nghị không thể không biết vấn đề đồng bộ chính sách. Ông thừa biết nhà xã hội nằm ngoài tầm với của người nghèo. Tuy nhiên, ông vẫn đề ra chính sách này đơn giản vì Bộ Xây dựng cũng biết vẽ dự án như những bộ, những ngành khác. Nhân danh người nghèo để hoạch định chính sách, rồi gạt người nghèo sang một bên bằng đủ các cơ chế gây khó khăn. Cuối cùng, dự án dành cho người nghèo lại rơi vào tay đại gia. Dùng người nghèo để ban cho đại gia những ưu đãi, và từ đó quan chức có phần lại quả đậm. Ở đất nước này, người nghèo chỉ là đối tượng để đảng dùng làm bình phong, lấy danh nghĩa người nghèo để lập ra các khẩu hiệu tuyên truyền. Sẽ không có lợi ích nào thực sự dành cho người nghèo, bởi nếu biết nghĩ đến người nghèo thì quan chức đã không gặm nhấm ngân sách để mà làm giàu cho bản thân. Quý vị các bạn đã theo dõi bản tin, có phải Nguyễn Thanh Nghị mượn người nghèo để mưu cầu lợi ích hay không? Quý vị các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Lời nói đạo lý của Tô Lâm và phản ứng của xã hội. Vào ngày 31 tháng 10, tại Hội trường Quốc hội, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư đã nói như sau. Bộ máy cồng kềnh kìm hãm sự phát triển, ngân sách đang chi gần 70% đều trả lương, chi thường xuyên, phục vụ cho hoạt động. Nếu điều hành ngân sách như vậy sẽ không còn tiền chi cho đầu tư phát triển. Việc khó khăn tăng lương vì phải chi đến 80-90% ngân sách cho bộ máy
như vậy không còn tiền để làm việc khác. Vì thế phải tiếp tục tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, giảm chi tiêu thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển. Bộ máy cồng kềnh sẽ kìm hãm sự phát triển, có bộ, ngành quản lý nhưng không rõ chức năng, nhiệm vụ, không phân cấp cho địa phương, phải xin cho, hỏi mãi không trả lời, mất thời gian. Sau lời phát biểu của ông Tô Lâm, xã hội đã có rất nhiều phản ứng trái chiều. Có người cho rằng nếu doanh nghiệp nào mà chi đến 70% doanh thu để trả lương cho bộ máy quản lý thì chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ phá sản. Cho nên việc bộ máy chính quyền chi đến 70% ngân sách để mà trả lương mà vẫn tồn tại thì phải tìm cách phi chính thống để mà moi tiền. Ví dụ như nghĩ ra đủ loại thuế phí, tăng thuế xuất cổ dân hay vay mượn nước ngoài rồi đổ hết những khoản nợ đấy lên đầu thế hệ tương lai. Lại có ý kiến cho rằng việc tinh gọn bộ máy chính quyền là cần thiết. Không có quốc gia phát triển nào lại tồn tại song hành hai bộ máy, một bộ máy nhà nước và một bộ máy của đảng. Ở các nước tiến bộ, đảng phái chính trị không được hưởng ngân sách nhà nước mà phải tự vận động để có nguồn thu. Tuy các nước dân chủ có nhiều đảng phái nhưng không đảng nào gặm nhấm nguồn ngân sách quốc gia. Nhưng ở Việt Nam, bộ máy đảng lại tự cho mình cái quyền dùng tiền thuế của dân để chi tiêu. Muốn tinh gọn bộ máy, trước hết phải dọt bỏ bộ máy của đảng. Ngoài ra, các tổ chức xã hội do đảng lập ra được xem là cánh tay nối dài của đảng, không đóng góp được gì cho xã hội nhưng lại ngốn một nguồn ngân sách khổng lồ. Loại tổ chức này có thể kể ra như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, vân vân, và còn rất nhiều hội đoàn như vậy. Như thế thì muốn tinh giảm bộ máy chính quyền thì việc dẹp bỏ bộ máy đảng, dẹp bỏ các hội đoàn do đảng lập ra sẽ tiết kiệm rất nhiều cho ngân sách, đất nước sẽ có tiền nhiều hơn để mà phát triển. Đấy là chưa kể đến sự cồng kềnh của bộ máy nhà nước hiện nay. Một đất nước có GDP gấp 10 lần Việt Nam như Nhật Bản mà chỉ có một phó thủ tướng, trong khi Việt Nam thì có đến 5 phó thủ tướng. Tương tự như vậy, ở cấp bộ có rất nhiều thứ trưởng, không chỉ cấp trung ương, cấp địa phương cũng không hề thua kém. Như vậy, muốn tinh gọn bộ máy chính quyền, bước 1 là phải loại bỏ bộ máy của đảng, bước 2 loại bỏ các hội đoàn ăn bám, bước 3 mới là tinh gọn bộ máy hành chính. Đấy mới là cải cách triệt để. Nhưng liệu ông Tổng Bí thư Tô Lâm có dám thực hiện hay không? Bộ máy nhà nước cồng kềnh kém hiệu quả, bộ máy đảng thì ăn lương tiền thuế của dân nhưng lại dùng quyền lực để mà siết cổ dân. Các hội đoàn cũng ăn lương của dân nhưng lại thực hiện vai trò tay sai cho đảng và gây rất nhiều cản trở cho đời sống dân sinh. Một dân tộc phải gánh trên mình bao nhiêu gồng ách như thế thì liệu dân tộc đó có thể giàu mạnh được hay không? Ông Tô Lâm cũng như những tổng bí thư khác vẫn chỉ biết nói đạo lý suông, nghe thì hay nhưng chỉ để tạo tiếng vang về một tổng bí thư trăn trở cho đất nước. Tuy nhiên, trên thực tế có lẽ ông sẽ không có bất kỳ hành động nào để thực hiện, bởi nếu tinh gọn bộ máy thì động chạm đến chén cơm của bầy sâu trong đảng và sẽ gặp phải sự chống đối mà Tô Lâm không muốn đối diện. Ông Tô Lâm chỉ cho dân ăn bánh vẽ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Lời nói đạo lý của Tô Lâm và phản ứng của xã hội. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de